Sau đám cưới tại nhà chị Thảo Anh ở Bắc Ninh thì cuộc chơi vẫn chưa dừng lại. Hôm nay chúng mình tiếp tục có mặt tại bất động sản nhà chú rể, khách sạn Rosamia nằm trên con đường biển đẹp nhất Đà Nẵng. Khách sạn view thẳng ra biển mà chỉ mất 1 phút để chạy ra bãi tắm. Nhưng vì mình sợ đen nên mình sẽ chỉ ngồi ở đây thôi. Trước khi đám cưới diễn ra, mình vẫn kịp gặp người chị và được chiêm ngưỡng bức tranh mà theo người chị chia sẻ là nhập khẩu nguyên chiếc từ Dubai. Đám cưới sẽ được tổ chức trên Sky Bar tầng 24 của khách sạn. Chắc là sợ view biển không đủ thật nên người chị phải chuẩn bị thêm một cái background hình biển để cho mọi người check in mới chịu. Ở đây thì sẽ có tiệc ngọt cho các khách mời nha. Chờ mãi thì hai nhân vật chính ngày hôm nay cũng xuất hiện. Cô dâu chú rể vẫn rất xinh đẹp tuyệt vời. Sau khi xong việc chính là lấy chồng thì đến lượt các bạn của cô dâu tổ chức lễ tốt nghiệp cho cô dâu luôn. Một công đôi việc, vừa lấy được chồng vừa lấy được bằng. Sau phần lễ là phần tiệc mặn, menu của chúng ta ngày hôm nay đây. Nhưng điểm nhấn chắc là hai món của giới thượng lưu mà mình chỉ mới xem trên phim là súp bào ngư vi cá và thịt bò rát vàng. Một bàn chỉ có 10 khách thôi nhưng đồ ăn thì chắc phải 20 người ăn mới hết mất. Phần cuối của đám cưới ngày hôm nay là DJ. Lúc này là cả đám anh ấy đều sập rồi, thế nên là...